Vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 9, giờ địa phương, tức 17 giờ giờ Việt Nam, tang lễ cấp nhà nước của nữ hoàng Anh Elizabeth II đã diễn ra tại Tu viện Westminster với sự tham gia của đông đảo thành viên gia đình hoàng gia và các quan chức quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden nằm trong gần 500 chức sắc nước ngoài, trong đó có ít nhất 70 lãnh đạo như tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Brazil Jair Bolsonaro Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Australia Anthony Albanese hay Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham dự tang lễ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân có mặt tại Tu viện Westminster trước thời điểm diễn ra tang lễ. Đây là một trong những sự kiện có sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia và thành viên hoàng gia nhất mà anh tổ chức trong nhiều thập kỷ. Vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương, linh cữu của nữ hoàng được chuyển từ hội trường Westminster đến tu viện bằng linh xa, được kéo bởi 142 thủy thủ thuộc hải quân hoàng gia Anh. rời tu viện westminster linh cửu nữ hoàng được trước đến cổng wellington đoàn trước do vua charles ba dẫn đầu đại bác được bắn mỗi phút lần tại công viên hai trong khi tháp đồng hồ big ben sẽ rung chung mỗi phút một lần